Thưa quý vị và các bạn, trong việc bố trí cho F0 điều trị tại nhà thì việc vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly và các vật dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus là điều hết sức quan trọng. Vậy cần thực hiện các biện pháp gì tránh lây nhiễm cho những người khác trong gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi cách ly F0 tại nhà, cần bố trí bộ đồ ăn riêng, nên sử dụng dụng cụ dùng một lần. Đồ ăn thừa cùng dụng cụ dùng một lần, bỏ vào túi đựng rác và để trong phòng riêng trước khi mang đi xử lý. Nếu sử dụng bát đĩa, cần rửa bằng nước nóng và chất tẩy rửa tại phòng riêng. Xử lý đồ vải của F0, tốt nhất là F0 tự giặt quần áo của mình bằng nước nóng, nên giặt riêng đồ của người nhiễm với các thành viên khác trong gia đình. Không rũ đồ bẩn cần giặt để hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí. Vệ sinh phòng ngủ của F0, các gia đình không vệ sinh nơi ở của F0 khi không thực sự cần thiết hoặc F0 tự làm để hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên khác trong gia đình. Cần làm sạch sàn nhà, tường và bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn rồi lau lại bằng nước sạch. Nên thực hiện như vậy ít nhất một lần một ngày. Trường hợp cần sự chăm sóc thì người chăm sóc phải đeo khẩu trang, mang găng tay để riêng đồ của người nhiễm, tháo găng tay và rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh phòng và xử lý xong đồ của người nhiễm. Trước khi sử dụng dung dịch khử khuẩn, cần đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng. Bộ Y tế lưu ý dung dịch đã pha chỉ có hiệu quả sử dụng trong 24 giờ, không sử dụng lại găng tay. Không chạm vào mặt khi đeo găng tay, vì mặt ngoài của găng tay có thể có mầm bệnh.